Chơi nhồi xì Việt nhá. Vâng, xin chào cả nhà. Xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Vâng, thưa toàn thể anh em, thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng em có những dòng đẩy công suất, rồi loa, bimbi, no bot, rất là nhiều loại thanh lý cho anh em trong buổi tối ngày hôm nay với giá siêu rẻ. Thì đẩy thì đây là sản phẩm đẩy DMX và chúng em đang có chương trình hỗ trợ anh em thu những cái mua những cái dòng đẩy giá rẻ. Và trước mặt anh em là có con DMX TN450, con này là hàng mới chính hãng bảo hành 1 năm, giá chỉ có 2.900.000 một chiếc. Còn loa bimbi, nó bimbi thì em đang có những dòng bimbi bass 30 4 tép, mã là bimbi 2000, em đang bán cho em giá là 3.800.000. Bot thì sao? Đây là những cái dòng bot 301 series 3. Bot 301 series 3 để cho anh em với giá là 1.900.000 bao ship cho toàn thể anh em. Và anh em quan tâm sản phẩm nào bên em thì vui lòng để lại bình luận bên dưới giúp em để chúng em có thể hỗ trợ anh em nhé. Cả nhà cần tư vấn gì thêm cũng để lại bình luận bên dưới giúp em. Loa giá siêu rẻ trong buổi tối ngày hôm nay, loa rồi đẩy công suất rất là nhiều loại anh em nhé. Đẩy công suất giá chỉ có 2.900.000 một chiếc thôi anh em, 2.900.000 một chiếc đẩy bao rẻ cho anh em luôn, và đặc biệt nó là hàng mới bảo hành cho anh 1 năm nhé. Đó, cả nhà quan tâm sản phẩm nào bên em thì cứ để lại bình luận bên dưới giúp em.
Vâng, xin chào anh Thịnh Đỗ nào. Vâng, hôm nay sao nắm non vậy, đúng rồi ạ. Hôm nay thì chúng em về được rất là nhiều. Đó, rất là nhiều các cái dòng loa. Và đặc biệt là có những cái dòng loa giá rẻ cho anh em. Đó, loa thì em đang có loa Bimbi, rồi loa Boss. Đẩy thì có đẩy DMX TN450. Đó, con này thì là giá chỉ có 2 triệu 9 thôi nha. Đẩy có chơi đôi full. Chơi đôi full 3250 tuyên búa kia anh ơi, con đẩy DMX nhỉ, TN450, con này chơi đánh căng full 2 năm cho anh luôn nhá. Đó, em đang bán 2 triệu 9 nhá, bảo hành 1 năm, bao ship, đây là đẩy mới nhá. Đây là những cái dòng đẩy mới nhá. Giá rất rẻ, 2 triệu 9 một cặp đẩy, à một con đẩy. Rồi Noa Boss 301 Series 3 giá 1 triệu 9. Bimbi 2000 SE em đang bán là 3 triệu 8. Tất cả các sản phẩm này báo giá cho anh em thì đều hỗ trợ anh em vận chuyển nhé, đều miễn phí vận chuyển cho anh em đó. Và khi anh em nhận hàng, anh em chỉ thanh toán cho em đúng cái số tiền anh em đã mua thôi ạ. Đang có rất là nhiều sản phẩm muốn giới thiệu với toàn thể anh em. Đó, đẩy rồi vang, lọc, loa. Đó là những sản phẩm giá rẻ. Và anh em cần tư vấn gì thêm thì cứ để lại bên dưới giúp em. Loa Bimbi, loa Boss đẩy giá rẻ. Và những cái con 450 này thì đánh rất là căng cho những anh em dùng cặp 25 hoặc 30. Với giá chỉ có 2.900.000. Đó, đâu đó là 2.900.000 thôi ạ. Bao ship cho anh em nhá. Mười năm mét vuông nó để kệ hay chơi hay hơn hả anh? À, anh Thịnh Đỗ ạ, cái không gian là bao nhiêu mét thì chúng ta chưa nói đến, nhưng về cái thiết kế của loa thì anh em để treo cao thì nó sẽ hay hơn nhá. Chiều cao lý tưởng nhất nó là đâu đó là giữa 2.5 đến 2.8 anh nhá. 2.8 là chiều cao lý tưởng nhất ạ.
xin chào bác Lương Văn Thi nhá. Có để bé đánh căng cặp phun đôi 40 không? Bãi mà đánh căng thì em hiện tại chỉ có hàng trưng bày thì có nhé, đang bán 6 triệu 3 rồi đánh căng luôn ạ. 6 triệu 3 hoặc là anh có thể lấy con cao hơn, là con NAB công suất 1.800W một kênh nhân 2 kênh. Em đang bán là 8 triệu 800 nghìn. Đó, 8 triệu 8. Và bao ship cho anh em. Bot giá sao anh Độc Samsung? Bot này em đang bán cho em giá là 1 triệu 9 bao ship nhé, 1 triệu 900 nghìn bao ship cho anh em. Rất rẻ. Đẩy thì 2 triệu 9. Đó, con đẩy TN450. Rất rẻ luôn, hôm nay về rất là nhiều ạ. Xin chào anh Trường Phúc nha. Chúc anh Trường Phúc buổi chiều vui vẻ nhé. Có rất nhiều loại đúng không anh em? Có con âm ly nào rẻ không? Âm ly rẻ hả anh? Âm ly rẻ, em có âm ly mới con Kumi Zangwoo 1506KM nhé. Em đang bán cho anh em là 5 triệu 8 nhá. Anh Đinh Văn Dũng, ok chú em, có thể tặng anh thêm ít dây ngon kéo ra loa được không? Nếu được anh chốt con đẩy. Ok anh ạ, anh nếu mà tặng thì em tặng cho anh mỗi bên là 3 mét dây nhé. Anh Đinh Văn Dũng nhé. Và không biết là anh chốt con đẩy bao nhiêu tiền thì để em đẩy loại nào. Em đang có loại 6 triệu 3 và một loại là 6 triệu 3 và 8 triệu 8. Thì không biết là anh Đinh Văn Dũng ạ. Đó, anh Đinh Văn Dũng là chốt con nào thì để em có thể gọi và hỗ trợ anh nhé. Anh Sinh Nguyễn ạ. Anh chào Vũ, chúc mừng 8 tháng 3 bán được nhiều hàng nhé. Dạ, cảm ơn anh Sinh Nguyễn rất nhiều nhá. Dạ, ok anh Sinh Nguyễn. Và tất cả các cái sản phẩm bên em gửi đi cho anh em thì đều phải test, đều phải test sau đó thì mới gửi đi. Đó, bởi vì là cái cước phí là bọn em phải chịu đúng không ạ? Nên là nếu như không test cẩn thận thì nhiều lúc là gửi đi gửi lại thì chúng em mất rất là nhiều phí. Anh Đàm Văn Mạnh ạ. Con loa này thì em đang bán là bot này em đang bán là 1 triệu 900 bao ship nha. Xin chào anh Chí Trương, chúc anh Chí Trương buổi tối vui vẻ. Đó, cả nhà cần tư vấn sản phẩm nào thì cứ để lại bình luận bên dưới giúp em nào. Và 22 anh em đang xem, bọn em dính 5 giây ủng hộ em online. Đúng không ạ? Cơm đó để xem. Anh Chí Trương ạ, loa bát 30 có anh, loa nằm loa phun đều có, và kia đôi BMB kìa, bát 30 kìa. Đó, đôi đấy thì là bãi Trung Quốc, em đang bán cho anh em giá là 3 triệu 8 nhá. Còn nếu mà bãi xịn thì em đang có súp bát 30 ạ. Súp bát 30 có anh ơi, em đang có con BMB hoặc là Avanut nhé. Bimbi thì bát 30 đang bán cho anh em giá là 1 triệu 9. Còn Avanut là 3 triệu 1. Còn loa bát 30 thì em có con thêm con B3 này. B3 này là loa là hàng bãi xịn. Đó, bán anh em 6 triệu 800 nghìn bao ship cho anh em. Đó, anh Chí Trương và anh Đàm Văn Mạnh ạ. Cần tư vấn loại nào thì để lại bình luận bên dưới giúp em. Đâu anh Đinh Văn Dũng đâu rồi? Em có số điện thoại của anh rồi nhưng không biết là anh chốt con đẩy nào thì là để bên em có thể gọi cho anh ạ. Cho xem sắp ạ. Anh ơi, em gửi video cho anh được không ạ anh? Có hai loại nha, em gửi hai link video cho anh em. Tiếp theo là gửi link video cho anh Đàm Văn Mạnh ạ. Ok. Con này là ninh này, cái ninh này á, là ninh con A và nút nhá. Con này giá 3 triệu 1 anh nhá. Đó, còn một tiếp nữa là một con BMB.
anh chốt con đẩy rẻ. Ok, 6 triệu 3 bao ship cho anh. Rồi bên em sẽ gọi cho anh Đinh Văn Dũng nha. Và bên em gọi cho anh luôn được không anh ơi? Anh Trương Nguyễn ạ, bot này của Trung Quốc anh ơi. Bot này sản xuất từ Trung Quốc anh nhé. Tuy nhiên thì bao test cho anh em luôn. Bot này nghe rất là hay. Đặc biệt cả các em nghe hoặc là về làm nời cũng được ạ. Rất là hay luôn anh nhé. À, anh Đinh Văn Dũng ạ, gửi video cho anh ạ. Không biết là em đã làm video chưa? Xin chào anh Trung Vũ ạ. Con đấy thì em lại chưa làm video rồi. Thì để mai em sẽ gọi video cho anh nhé. Đó. Mai em sẽ gọi video cho anh. Cái này thì em chưa làm video với anh. Mai em gọi video cho anh ạ. Nào anh em nào quan tâm sản phẩm nào để lại bình luận bên dưới giúp em. Sản phẩm đi về nhiều lắm. Đẩy hôm nay đẩy giá rẻ không về rất nhiều cho anh em nhé. À, có đẩy NA không em? Em có. NA thì em đang có con đẩy NA 800 và 500. Không biết anh quan tâm đến loại nào, anh đi thắng nhỉ. Nhà mình có nó full bát 25 không ạ? Full 25 em có đây anh nhá. Đây, Ruby 3 này. Đó, 4 triệu 8 nhá. 4 triệu 800 nghìn cho đôi full B3. Và một loại nữa full 25 này là có con Paramax nữa. Con đấy là con S12 là Go 12 nhỉ. À thế thì nhờ. À rồi đúng rồi. Và nhà em còn một đôi CAVS nữa. À có trầm JBN hàng bãi xịn không? JBN bát 40 hàng bãi xịn em không có rồi anh ơi. À, anh quay lại con B3 bát 25. B3 đây anh ơi. Đó. Này bát 25 anh nhá. Đây là B3 này anh nhỉ. Đó. Còn anh Trung Vũ quan tâm thì để lại số điện thoại giúp em. Xin chào anh Khanh Nguyễn nha. Modem anh ơi. Modem con này là gì nhỉ?
model thì để mai em báo cho anh được không ạ? Có nghĩa là con này bass 25 của anh tiếng rất là hay nhá. Giá rất rẻ ạ. Giá rất rẻ nhá. À, có súp 40 không? Súp 40 em có anh ơi. 4 triệu rưỡi một quả, điện hơi bằng tiền nhau hết nhá. Đó. À, quay để 4 kênh đi em xem nào anh Mạnh Hoàng. Để 4 kênh thì em đang để trên kho rồi, không biết anh Mạnh Hoàng quan tâm đến để loại nào anh nhỉ? Anh Lê Thắng ạ. Cho anh coi NADM giá bao nhiêu ạ? Ok anh Trung Vũ ạ. À, con đẩy NA thì em có thể gửi video cho anh em nhé. NA 800 còn đúng không? NA 800 còn không? Master. Sắp bái em cũng chẳng nhớ tên anh ạ. Đây, gửi con NA cho anh xem này. À, đẩy DMX 700 thì em không còn rồi. Hôm nay em về là 450 anh nhé. Đó, 450 giá chỉ có 2.9 một con thôi. Đấy. Anh Võ Thuật ạ, cho xem đẩy 2 kênh. Ok, đẩy 2 kênh đi anh nhỉ. Con này là giá đang bán rất rẻ này. Rất rẻ luôn. Đó, con này em đang bán là 2 triệu 9 nhá. Con này là của DMX anh em nhé. Đây. Đó. Được chưa, con này là hàng mới nhé. Em về 5 con và cái giá này giá tri ân anh em này. Giá này giá tri ân nhá. Đẩy mới rẻ hơn đẩy bãi ạ. Đó, đây, tem đây, bảo hành 1 năm nhé. Được chưa. Đó, em nhập tháng 3, hôm nay là mùng 8 tháng 3 luôn anh em này. Đó. Được chưa? Tem mới chính hãng bảo hành 1 năm. Còn đây là phía sau này, cho anh em xem phía sau luôn nhé. Đây. Đó, nó đầy đủ hết chức năng cho anh em. Đó, cắm các kiểu. Giá rất rẻ nhé, 2 triệu 9 em này. Bác nào chốt để lại số điện thoại cho em. Đó. Bác nào chốt thì để lại số điện thoại. À, công suất nó ra là 450W một kênh anh nhé. 450 một kênh. Đó, để còn anh em nào muốn xem súp cái được không? Anh Tân Phạm ạ. Súp thì em đang để trên kho rồi anh ơi. Súp thì em đang để trên kho rồi. Thì để em xem có video nào nhỉ. Như là hình như là chưa làm video con súp bãi nào thì phải. Noabot 301 series 3 báo bao nhiêu? 301 series 3 em đang bán là 1 triệu 9 bao ship cho anh em nhé. 1 triệu 900 nghìn bao ship. Rồi anh Võ Thuật. Anh Võ Thuật chốt con đẩy công suất này đúng không? 2 triệu 900 nghìn bao ship. Phải không ạ? Và bên em gọi cho anh được không anh? Về có 5 con thôi nhá anh em nhá. Hàng này không có nhiều đâu. Và đặc biệt là cái giá này thì cũng chỉ có ưu đãi trong cái giờ phát trực tiếp thôi. Đó, sau giờ phát trực tiếp anh em mua sẽ không có cái giá này đâu ạ. 2 triệu 900 nghìn bao ship nhá. Nào, anh Võ Thuật đâu rồi ạ? Bên em gọi cho anh được không? Và nếu như anh Võ Thuật chốt con này thì duy nhất tối nay chỉ còn 4 chiếc thôi. À, gửi video được không ạ? Gửi video được anh. Đây, gửi luôn link video luôn cho anh này. Đó, anh Võ Thuật kích vào đường link này nhá. Anh ơi, anh kích vào đường link này anh xem cho em này. Đó, kích vào đường link này xem giúp em nhá. Anh Nguyễn Đăng Vũ ạ, có đẩy hai kênh rẻ không? Đây, đẩy hai kênh rẻ đấy, 2 triệu 9 một chiếc, hàng mới chính hãng bảo hành 1 năm này. Đó, chiều sâu con này là 400cm anh nhá. Đó, 400cm ạ. À, Tuyên Vũ ơi, gửi luôn cho anh con đẩy 2 triệu 9 luôn nhé. À, anh Đinh Văn Dũng chốt đẩy 2 triệu 9 hả anh? Anh chốt 2 chiếc hả anh hay là như thế nào nhỉ anh nhỉ? Anh Đinh Văn Dũng ơi, anh chốt 2 chiếc hay là thế nào anh? Con này 450W anh yêu nhạc nha.
Nó bom này của Trung Quốc anh ơi. Xem mẫu đẩy đi bạn. Em vừa gửi đây anh, vừa gửi đường link đây. Gửi lại đường link nữa cho anh em xem con đẩy này nhé. Đó. Đấy đường link này 2.9 triệu một chiếc nhá. Duy nhất có 5 chiếc thôi. Không biết anh Đinh Văn Dũng là chốt cả hai sản phẩm hay là chốt một anh ơi. Đó là anh em có thể trả lời giúp nhanh rồi. Anh chốt 2 chiếc. 2 chiếc 2 triệu 9 thôi ạ. 2 chiếc 2 triệu 9 ạ. Vậy là anh Tinh Vinh chốt cho em 2 chiếc 2 triệu 9 ok anh. Em vừa gửi link rồi anh Đức Đào ơi. Anh kích đường link bên trên giúp em cái. Tám trăm watt nhân hai kênh ạ. 800W nhân hai kênh thì em chỉ có đẩy NAB. NAB thì em đang bán là 5.5 triệu nhé. 5.5 triệu 850W cho một kênh nhân hai. Dạ ok anh Đinh Văn Dũng nha. Anh lấy hai chiếc 2.9 triệu đúng không anh? Đó link video thì em vừa gửi trên cho anh em rồi đấy. Rồi anh căng luôn cho anh em. Nếu như anh dùng 2.5/30 rồi anh căng luôn nha. Đó còn anh nào chốt sản phẩm nào thêm thì để lại bình luận bên dưới giúp em. Giá chỉ có 2.9 triệu á. Và hiện tại thì em đã nhận được 3 đơn rồi. 3 đơn con đẩy này rồi. Giờ chỉ còn 2 chiếc thôi nhá. Anh nào nhanh tay thì được nhá. Và cái giá này thì em chỉ có trong giờ phát trực tiếp thôi. Anh em nào đang quan tâm đến đẩy thì hãy nhanh tay chốt đi ạ. Và tất cả các sản phẩm đẩy nhà em đều cho anh em nhận hàng này, kiểm tra hàng, nghe thử mấy phải thanh toán nhá. Nên anh em yên tâm về sản phẩm. Giá thì không đâu rẻ bằng đâu, 2.9 triệu một chiếc thôi. Loa Boss 301 Series 3 1.9 triệu. Đó, Bimby 2000 em đang bán là 3.8 triệu. Đều bao ship cho anh em. Em quan tâm sản phẩm nào thì để lại bình luận bên dưới giúp em. Mạch súp ạ. Mạch súp nhà em thì có mạch súp mới. Thì mạch súp mới thì bạn mạch nào nó cũng zin hết anh ạ. Đó là mới thì mạch nào nó cũng zin hết. Và giá thì em đang dao động là từ 1.250.000 cho đến 1.850.000. Tùy loại anh Khoa Bùi nhá. Anh Đỗ Thanh ạ, cho mình hỏi cách đấu hai đôi loa vào cục đẩy hai kênh. Rồi ok anh, câu hỏi này thì cũng rất là nhiều anh em biết nhiều rồi. Và cũng có thể là nhiều anh em chưa biết. Thì hôm nay chúng em sẽ hỗ trợ anh em. Thứ nhất là đấu hai đẩy. Đấu hai đôi loa vào một cục đẩy hai kênh. Thứ nhất là em xin hỏi là cái đẩy của anh hiện tại công suất nó ra là bao nhiêu watt. Và thứ hai nữa là công suất của loa nữa. Và anh đang dùng những loại loa gì. Anh phải cho em được cái công suất của loa và công suất của đẩy. Thế em sẽ tính được ra cho anh nên gánh cách nào để cho nó không bị hại đẩy. Hoặc là cũng như là không bị hại loa anh nhé. Đó, cái độ bền nó sẽ cao hơn. Và cái tiếng nó sẽ căng hơn. Đó. Anh Võ Thuật. Rồi ok anh Võ Thuật đã chốt cho anh Võ Thuật rồi nhá. Một con đẩy hai kênh đúng không anh? Đẩy hai kênh DMX TN450 đúng không anh? Dạ ok ạ, xin chào anh Điển Ngô ạ.
Tì đi có tích em hết rồi anh ạ, anh yêu nhờ nhá. Hôm nay là hy vọng với những ngày nhân ngày quốc tế phụ nữ thì cũng mang được những cái sản phẩm giá siêu rẻ cho anh em trong ngày lễ rất là đặc biệt của một nửa thế giới. Đó, có loa Kenwin không? Loa Kenwin không có, anh Phúc Lưu nhé. Anh Tuấn Đỗ có âm ly rẻ không bạn? Âm ly rẻ thì em đang có con âm ly mới nhá. Mới thì em đang có con Jaguar 1506KM. Em đang bán cho anh em giá 5.800.000. Đó. Ý anh là đấu một đôi một bên kênh hay phải chia? Thứ nhất là như thế này này, nếu như công suất của anh nó khỏe gấp 3 lần công suất của hai đôi loa của anh thì anh sẽ đấu là chia đôi ra, cứ hai chiếc cắm vào một kênh, hai chiếc cắm vào một kênh. Còn nếu như công suất của anh nó đang yếu hơn, còn nó yếu hơn một chút so với hai đôi loa của anh thì anh sẽ đấu song song cho em. Đấu song song là gì? Là có nghĩa là anh lấy hai chiếc loa chính cắm vào đẩy, sau đó hai chiếc loa còn lại anh sẽ cắm vào cái đít loa chính của anh. Đó là đấu song song anh nhé. Cảm ơn anh Tuấn Đỗ ạ. Nó còn anh nhé, là cần tư vấn thì hãy để lại bình luận bên dưới giúp em nào. Tối nay có nhiều sản phẩm giá rẻ. Và nhân ngày là chúc mừng ngày quốc tế của một nửa thế giới thì cũng mong muốn là mang được những cái sản phẩm hay cái gì đó tạo niềm vui cho toàn thể anh chị em. À, anh chị em quan tâm sản phẩm nào bên em thì cũng để lại bình luận bên dưới giúp em để chúng em hỗ trợ nhé. Và 62 anh em đang xem mới, em dành cho 1 giây ủng hộ em online đi. Đẩy DMX TN450 để cho anh em giá là 2.900.000. Đó, còn Noabot 301 Serie 3 là 1.900.000 một cặp. BMB 2000 em đang bán là 3.800.000 một cặp, đều bao ship cho toàn thể anh em. Đó, anh em cần tư vấn thêm để lại bình luận bên dưới giúp em để chúng em hỗ trợ nhé. Rồi ok, nhiều nhạc nhá. Để em gửi đường link con NAB 850W cho anh. Gửi video súp cái được không? Anh Tân Phạm nào quan tâm đến súp gì anh ơi? Sản xuất ở Trung Quốc anh Thủ Nguyễn nhá. Đó, anh yêu nhà kích vào đường link này để xem video con đẩy 850W anh nhé. Em vừa gửi đường link bên dưới đấy. Video shop. Không biết là anh... Video con sắp bãi. Video sắp bãi thì em chưa làm, chưa có anh ạ. Âm ly là nông em không có rồi anh Hùng Đỗ nhé. Âm ly nhà em chỉ có dòng Jaguar thôi. Em anh Minh Tân ạ.
Em đang ở Văn Môn à? Anh ở Văn Môn thì em ở thành phố Bắc Ninh ấy, em ở gần bệnh viện đa khoa đây anh ơi. Anh Lê Văn Quang ạ, à, đẩy 400 em đánh được hai, đánh được hai cặp bát 40. Không đánh được đâu anh ạ. À. Hai cặp 40 làm sao đánh được anh? Xin chào anh Nguyễn Văn Luân nhá. Chúc em một ngày 8 tháng 3 luôn hạnh phúc bên gia đình và toàn thể các bạn có mặt trên buổi live stream luôn luôn vui vẻ trong ngày lễ. Dạ cảm ơn anh Nguyễn Văn Luân rất là nhiều, cũng xin phép là thay mặt toàn thể anh em đang xem live stream của Tuyên Vũ Audio thì cũng chúc anh Nguyễn Văn Luân là có một ngày lễ mùng 8 tháng 3 thật là hạnh phúc bên những người mẹ, người vợ và những người con thân yêu của mình nhé. Vang có vang giá rẻ không? Vang giá rẻ thì em đang có con vang TD Acoustic X20 Ultra 1.750. Vang Zia FX999S em đang bán 1.850, đều bao ship bao test cho anh nhá. Có cặp loa HK đôi gia đình giá rẻ không? Kia kìa, giá rẻ thì em có đôi BMW này. Đó, hát gia đình em đang bán là 3.800. Còn rẻ hơn nữa thì em có đôi 1.900 Boss 301 Series 3 anh nhá. Đó, anh em nào cần tư vấn gì thêm cứ để lại bình luận bên dưới giúp em, để chúng em hỗ trợ anh em nhá. Là đẩy 4 kênh em ơi, một kênh 450W. Có nghĩa là 4 kênh 450W, mỗi một kênh còn là đánh, nếu mà không gian hẹp đấy thì đánh tạm được thôi anh nhá. Anh Lê Văn Quang nhá. Đánh tạm thì được, không gian hẹp. Mỗi kênh nó đánh một cặp một chiếc. Nó không được căng lắm đâu. Đẩy DMX giá 2.900.000, bao ship. Loa BMB 2000 thì đang bán là 3.800. Boss 301 Series 3 là 1.900.000 á. Có âm ly nào để hợp với Rambo không em? Anh Hồng Đố ạ. Loa Rambo của anh thì anh có thể dùng âm ly Jaguar bãi Hàn Quốc anh nhá. Xin chào anh Thanh Hải Tô nhá, có đôi full 330 nào rẻ không? Full 30 rẻ thì em chỉ có đôi JBL 4012 hoặc 6012 giá 7.500.000 nhé. Lọc xì em còn đôi con 231 nhé, anh Lê Đồng nhé. Anh Lương Pam ạ, loa trợ nời bên em bát bao nhiêu? Loa trợ nời bên em bát có con bát 9cm hoặc là có con bát 16cm nhé, anh Lương Pam nhé. 1.900.000 thì em gửi video cho anh không xô san được không ạ? Em có video về con 1.900.000 nhá, Boss 301 Series 3 nhá. Anh Duy Nguyễn ạ, Boss 301 Series 3 anh ơi. Xin chào anh Vân Quang Đê ạ, anh cảm ơn em nhé. Chúc buổi tối vui vẻ rồi khỏe dạ, ok anh. Anh Phạm Văn Hiệp ạ, loa Boss của em sản xuất ở đâu hả em? Ở Trung Quốc anh Phạm Văn Hiệp nhá. Anh Lâm Nhật ạ, chào anh, hát karaoke ra một lời loa một bên nhạc là sao anh? Một bên nhạc một bên lời. Không biết là anh cầm đúng chưa? Có thể là anh chưa cầm đúng nhá, nên là nó sẽ ra cái tiếng như vậy nhá. Anh Ngân Kim ạ, có vang cơ không anh, báo giá. Vang cơ em bán có loại là 1.750.000 và 1.850.000 nhá anh Ngân Kim nhá. Cháu xin chào chú Thìn nhá. Dạ ok, em gửi video cho anh cặp loa 1.900.000 ạ. Nọc xì 231 em bán 1.350.000 anh ơi. Anh Nguyễn Đắc Tân nhé. Anh Thọ Trần ạ, 4 kênh 3 sò cú up đánh anh hai đôi full 30 có khỏe không anh? Khỏe rồi anh ạ, 4 kênh đánh 32 sò đánh hai đôi full 30 đánh khỏe rồi anh ơi. Nó vi tính em có nhé, 850.000 một bộ con em quên mất tên này. Đó anh Kun Sosa, anh có thể là kích vào đường link bên dưới nhé. Anh kích vào đường link bên dưới để anh có thể xem video. Đó anh xem video của con loa Boss 301 Series 3 giá 1.900.000 anh nhé. Đó anh Vinox Auto có cần tư vấn gì thế không ạ? Chấm 30 em có anh ơi, 1.900.000 và 3.1 anh nhé. BMB thì là 1.900.000, còn A bonus thì là 3.1. Nói giá nó rất là rẻ. Đó anh Trang Đỗ cần tư vấn gì thêm để lại bình luận bên dưới. À còn một loại nữa, loại B3 nữa. B3 giá là 3.500.000 nhá. B3 là 3.500.000. BMB là 1.900.000, A bonus là 3.1. Đấy là chấm 30. Đấy nhá, nó có mấy loại.
Và 106 anh em đang xem, mời anh em dành ra một giây ủng hộ em online nào. 506 Trung Quốc em có anh Hưng, Phạm Văn Hưng nhá. 506 bán Trung Quốc em đang bán 3.8 đây. 3.8, còn đầy 4 cây, một gánh 2 cặp noa 30, thoải mái. Cái này là test thử con 506 này, rồi 2 cặp 30 là anh căng lắm. Nếu như anh em dùng không gian tầm 25-30m là anh rất căng luôn. Mà cái tiếng echo của con 506 Trung Quốc cũng hay, tiếng nó echo rất mượt luôn. Đó, mà giá rẻ 3.8 triệu. Anh em nào chốt để lại số điện thoại giúp em. Không có anh ơi, 850.000 ạ. 850.000 anh nhé. Đẩy bãi 600W đến 800W có loại nào bao nhiêu? 600 em có ạ, 3 triệu con 600 đấy nó là 3.8 triệu anh nhé. 3.800.000 anh Hội Nguyễn này, con TH600. Anh Hoan Vũ ạ, loa bot bao tiền anh? Bot 1.9 triệu bao ship ạ. Đúng rồi, anh Nguyễn Đắc Tân nhá, có đấy 2U ạ. Không biết là 2U không hay chưa đến 2U, bởi vì có đấy nó rất là dày anh nhá. Mỗi một U của nó là 5cm anh ạ. Mỗi U 5cm nó khoảng 2U đấy ạ. Anh Venok, loại đấy em không có video rồi anh ơi. Anh Phạm Văn Hưng ạ, bạn cho mình nhìn mẫu không xem cái. Anh Phạm Văn Hưng ạ. Đây là em gửi video cho anh nhỉ. Nó bot giá bao nhiêu? Bot 1.9 triệu anh Nguyễn Văn Phương nhé. Có chấm điện 30 không em? Anh Lê Đông em có chấm điện B10, em có 3 loại nhé. BMB 1.9 triệu. BMB 1.9 triệu này. B3 là 3.5 triệu. Avanut là 3.1 triệu đấy nhá. BMB chấm chạy nguồn vuông anh Trang Đỗ nhé. Hai kênh rẻ nhất con đây em đang chia anh em này, mùng 8 tháng 3 chia này, giá 2.9 triệu nhé. 2.900.000, hàng mới chính hãng, bảo hành 1 năm nhé. Đẩy F9.000 đánh được mấy kênh? Đẩy F9.000 thì bên nhà em đang không có. Anh Hạnh Nê nhé. Bót bãi Trung Quốc nhỉ. Đây gửi mẫu cho anh Phạm Văn Hưng à. Hoành 506 này thì em chưa làm rồi, chưa có video rồi. Có đấy em bán 3.8 triệu thôi, bao test cho anh em. Nó rất là hay, cái tiếng echo nó hay lắm ạ. Nguyễn Văn Hiên, anh Nguyễn Văn Hiên ạ. Anh Nguyễn Văn Hiên, anh Nguyễn Văn Hiên quan tâm đến nội thất cái gì anh ơi? Nội thất cái gì anh ơi? Ok cho nương rồi nha nương ơi. Ok cho nương rồi đấy. UGX20, em có UGX21 anh ạ. Bán là 2.350.000 nhá. 2.350. Bot Mỹ xịn em có đôi seri 4 này, 301 seri 4 này. Đó, đây này. Đấy đây em bán 7.5 triệu anh ạ. 7.500.000. Súp hơi bát 40 có anh Hoàng Bá Nông nhá. Súp hơi bát 40 em có con một con xịn, gọi là xịn sò luôn, của anh siêu căng luôn. Đấy, con đấy em đang bán là 5.5 triệu. Đẩy con này là đẩy mới anh ạ. Đẩy mới nên là có tem bảo hành thì không tháo ra xem được anh nhá. Cho xem nội thất nó bot. Nó bót thì em chưa tháo rồi, em chỉ tháo được cái căng ra thôi. Còn bên trong nội thất thì em chưa tháo rồi. Đây nó bót đây. Đây nhá. Đây. Đó, con này là bao zin cho anh em nhá. Đều bao zin cho anh em hết luôn này. Đó, chép này. Đó, chép bao zin cho anh em nhá. Được chưa? Đó, bót này. 1.9 triệu một cặp. Rồi ok nương ạ, à, anh Nguyễn Danh Sửu ạ. Cho xem hình ảnh con bot đây. Đây. Đây là seri 4 đấy nhá. Đấy, mặt sau nó đây. Đây mặt sau đây nhá. Đó, sản xuất rất là lâu rồi. Đó.
giá là 7 triệu rưỡi cơ ạ. Bái nhá anh Đỗ Tuấn nhá, bái nhỉ. Con đấy thằng bái. Bái thì để cho anh em giá là 3 triệu 8 nhá. Có sụp điện bót bãi nào hàng zin bát 30 không bạn? Sức điện bãi em không có rồi. Sức điện bãi của bót em không có rồi nhá. 121 anh em đâu, mỗi em dính ra một dây ủng hộ em online nào. Đó, mỗi em dính ra một dây ủng hộ em online nào. Mà cần tư vấn gì thêm cứ để lại bình luận bên dưới giúp em. Anh Hạnh Lê ạ. Có loa Nhật không? Báo giá luôn đúng không anh? Anh quan tâm loa Nhật đúng không ạ? Loa Nhật thì em có đôi BIK, mã là BZ668. Em đang bán cho anh em giá là, tôi đấy em để cho anh em giá là 4 triệu 3 nhé, 4 triệu 3 bao ship nhé. Đã cảm ơn Nương Lê rất là nhiều. Đó. Xin chào anh Thông Nguyễn ạ. Cảm ơn anh Thông Nguyễn rất là nhiều. Cả nhà đúng rồi ạ, mỗi anh em dành 5 giây ủng hộ em online nào. Đẩy DMX hiện tại có 5 con thì đã 3 bác bốc rồi, giờ chỉ còn 2 chiếc thôi nhé. Đó, toàn hàng đẹp nó không bốc được em nào đúng không? Có quản lý nguồn không em? Anh có, em có anh Đỗ Huy Tuấn nhá. Quản lý nguồn em là có con S802 Pro của Kiwi. Em đang bán là 1 triệu 8. Còn xe và nút sao C10 em đang bán là 2 triệu 2 nhá. Anh Nguyễn Văn Hiên ạ. À, âm đi bãi thì em đang để trong kho rồi anh ơi. Có đấy anh, giá 4 triệu rưỡi con 203 nở béo nhá. Bát 40 giờ em không có rồi anh Vũ Trần Ngọc nhá. Nobot này là bãi Trung Quốc anh ạ. Sản xuất tại Trung Quốc anh Thơm Toan nhá. Sản xuất tại Trung Quốc anh ạ. Giá là 1 triệu 9 một cặp thôi. 22 em gửi video được không anh ơi? Đây em gửi video nhá. Dạ ok anh. X10 em không có rồi anh Vũ Vương Bá nhé. Đó, anh Đỗ Hữu Tuấn ạ. Kích vào đường link bên dưới giúp em để anh xem con quản lý nguồn 2 triệu 2. Đấy, con này là con quản lý nguồn rất là thông minh, có đầy đủ trang bị hết tất cả cho anh em. Và nó có cả nọc nhiễu điện nữa cơ. Đó, rất là hiện đại, con này thiết kế rất là hiện đại, nó có màn hình LCD luôn nhé. Đó. Và giá đó là em bao ship cho anh em luôn. Và còn những anh em đâu rồi ạ? Hôm nay chúng em đang có những cái dòng đẩy DMX TN450 là nhân ngày 8 tháng 3 thanh lý cho anh em giá là 2.900.000 bao ship nhé. 2.900.000 bao ship là đẩy mới chính hãng, bảo hành 1 năm cho anh em, được chưa? Ngoài ra thì em đang có những dòng Bimby. Đó, X6 á, X6 thì hiện tại đang hết rồi. X6, em đang có những cái dòng hay hơn X6 này là Sekina M5000 và M6000 nhé, giá 2.500.000 bằng X6, đặc biệt là em này nó là hàng mới cơ. Hàng mới này bảo hành 1 năm nhé. Anh Vũ Vương Bá nhé. Anh Sáu An Giang, ok anh. Quay lại cho xem con súp hơi bát 40. Anh Hoàng Bá Long ạ, súp hơi 40 thì em chưa có để ở đây, em để trên kho anh ơi. Và đây nó bot đây. Bot 301 series 3 là 1.900.000 cho anh em nhé. Anh em chọn em nào chọn. Đấy, về rất là nhiều này. Đó, thấy chưa? Thích chọn em nào thì chọn. Đây. Con này thì em bao zin luôn đi nhá. Zin từ cái gân luôn ạ. Đảm bảo với anh em là em bao zin từ cái gân luôn anh em này. Được chưa? Đó. Chọn mãi mới được có 5 đô thôi anh em nhé. Chọn mãi mới được 5 đô thôi ạ. Được chưa? Đó. 1 triệu 9 bao ship cho anh em. Em chốt sản phẩm nào thì cứ để lại bình luận bên dưới giúp em nào. Cả nhà đâu rồi? Mỗi em dành dòng dây ủng hộ em online nào. Và sản phẩm thì về rất là nhiều. Có băng cơ này số không em? Em có anh Dũng Hồ ơi. Băng cơ này số em là có con kinh cách 100 hoặc là BFF AX5 anh nhé. BFF AX5 và kinh cách 100 đều bán giá là 2.500.000 bao ship cho anh em nhé. Đó, rất là nhiều sản phẩm. Cũng muốn gửi tặng tới toàn thể anh em những sản phẩm chất lượng. Bên em có loa full không? Có nhiều chứ anh Nguyễn Minh Chiết. Full nhà em là một biển loa full luôn. 301 hàng Trung Quốc anh Phạm Tuyển nhé.
Anh Mạnh Đào hàng 1 triệu 9 đấy nhá, 1 triệu 900 nghìn hàng Trung Quốc anh Mạnh Đào nhá, sản xuất tại Trung Quốc anh nhá. Anh Trang Đỗ ạ, cho xem chầm BMB. Chầm BMB thì em đang để đằng sau con kia rồi. Đó. Anh Dũng Hồ cho xem mẫu được không? Có xem mẫu được không nha? Anh Nguyễn Văn Phương ạ, cửa hàng em ở thành phố Bắc Ninh nhá. Để ba kênh không có anh Nguyễn Văn Chiến nhá. Hàng bãi nó full, hàng bãi không có rồi anh Nguyễn Minh Chiết nhá. Anh có vỏ súp hơi 40 không? Không có anh Vũ Vương Vá nhá. Có để TD 4 kênh hơn 1000 W một kênh không ạ? TD hàng đấy em đang hết rồi anh Văn Hùng Diệp nhé. Vâng, xin chào anh Nam Nguyễn ạ, BMB đi em. Đây thì cho anh em xem mẫu vang và xem mẫu loa BMB nhé. BMB thì em đang bán là 3.8 thôi. Đó, BMB 3.8 đây, vang đây. Đây là cơ này số này. Đó. Để 4 kênh có anh Nguyễn Văn Chiến nhé. Đó, BFF anh Nam này. Được chưa? Đó, con này là hàng của CAF. Bao chất cho anh em nhé. Đó, giá 2 triệu rưỡi hoặc là con kinh này. Con ở dưới cùng anh em nhé. Đó. Con này là KX100 bằng giá. Còn đây là loa BV BIMBY. Con này là 2000 nhé. Còn đây là con sắp điện này, sắp điện BOB, con sắp điện BOB này 1 triệu 9 này. Đó. Có đẩy 4 kênh anh Nguyễn Văn Chiến nhá. Đẩy 4 kênh em đang có con ABSTD 8004 800W một kênh. Em đang bán cho anh em giá là 9 triệu 200 nghìn bao ship nhé. À, nếu mà hay thì em đang có con BFF này. Đó, con ở trên màu đen này, con đấy hay lắm. Chỉnh hay, chỉnh dễ mà trong khi đó lại chống hú rất là tốt. Con này chống hú rất hiệu quả, giá 2 triệu rưỡi nhá. Anh Thành Phú đẩy 4 kênh bán 9 triệu 2 con ABSTD 804 nhá, 9 triệu 200 nghìn. Cho hỏi âm ni 203 ghép với vang nào hay? Nếu như anh em ghép với vang thì anh em coi như là cái con âm ni của anh em là chỉ là công suất rồi. Nếu mà hay thì anh em mua con BFF bên em nhỉ. Đấy, con đấy hay, chất nhạc hay mà cái chất mic cũng rất là tuyệt vời. Đó, anh Sơn Nguyễn nhé. Cả nhà lúc giờ mới em gì em dây ủng hộ em like nào. Đẩy DMX rồi loa BMB, loa Boss đều giảm giá trong ngày 8 tháng 3. Đó, chia anh em 2 triệu rưỡi anh ơi, 2 triệu rưỡi nhá. Đó là cái dòng vang cơ nai số. Còn anh em muốn rẻ hơn thì em có con ZIA FX999S nhá. Đấy, con 999S này em lại bán cho anh em giá 1.850.000 thôi. Rất rẻ. Súp 50 em có anh Nguyễn Tâm nhá. Súp 50 em đang có con hàng bãi ấy. Em bán 5 triệu rưỡi nhá. Chào anh Quang Huấn ạ. À, có súp Paradigm BS1000 không bạn ơi? Em không có rồi anh Quang Huấn ơi. Súp đó em đã không có rồi nhá. Cả nhà đâu rồi? Mỗi anh em dành cho một giây ủng hộ em tặng em một like nào. Sản phẩm đi về được rất nhiều. Mong muốn mang đến cho anh em những cái giá rẻ nhất. Đó, đấy em có thể lựa chọn. Đấy, đẩy thì anh em mua đâu được con đẩy 2 triệu 9 hàng mới. Là còn bảo hành 1 năm nữa. Không đâu có cho anh em luôn ạ.
Có, anh Quang Huấn nhá, 601 Series 3 em còn 2.9 triệu một cặp 601 Series 3 anh nhá. Vâng, xin chào anh Lê Văn Nam nhá, chúc anh buổi tối vui vẻ anh ơi. Anh Niêm Thanh ạ, mình đang chơi con đẩy DMX700 và một cặp full bát 30, một cặp nằm 30, mình muốn lấy cặp 301 ghép vào được không? 301 công suất nó nhẹ lắm anh ạ, anh đấu song song thì là ghép thoải mái được anh nhé. Đó, anh đấu song song thì ghép thoải mái anh Niêm Thanh nhé. Công suất của con 301 này nó như một con non đời thôi, nó nhẹ lắm anh em ạ. Em có đẩy 3 kênh có cắt súp không? Đẩy 3 kênh thì có cắt súp thì em không có rồi anh nhé. Nhưng em chỉ có đẩy 2 kênh cắt súp thôi anh Nguyễn Văn Tâm nhé. Có đôi bot Mỹ nào Alibaba bot Mỹ thì em hiện tại chỉ còn duy nhất một con 301 Series 4 thôi anh ạ, 7 triệu rưỡi nhé. Xin chào anh Thành Phú ạ, anh thử giờ còn đẩy hàng mới em xem. Anh thử ạ, có nghĩa là anh Thành Phú muốn test hay là muốn xem anh ơi? Test thì em gửi video, còn xem có thể cho anh xem luôn nhé. Dạ, cảm ơn anh Lê Văn Nam rất nhiều nhá. Đó, anh Thành Phú nhá, nếu như anh muốn nghe test thử thì em gửi video cho anh em. Còn anh em muốn coi thì em sẽ cho quay gần cho anh em xem nhá. 2.9 triệu nhá anh Quang Huấn ơi, 2.9 triệu ạ, xem rồi ok anh. Xem thì có ngay. Còn test thử thì hiện tại em đang không cắm nên là khó có thể lắp được cho anh em. Và em có sẵn video cho anh em này. Đây ạ, được chưa? Hàng bao đẹp nhá, hàng bao đẹp này, đây tem bảo hành này, con này bảo hành 1 năm nhé, đó sản xuất tháng 3 năm 2021 này, được chưa anh em? Đó, đây là phía sau của em nó đây, đó. Anh Nguyễn Hữu Tú ạ, đây loa rẻ thanh lý đây, 1.9 triệu một cặp loa này đây. Bot 301 Series 3 hoặc là BMB 2000 bát 30 giá 3.8 triệu thôi. Đó. Anh Trung Vũ ơi, không biết là anh Trung Vũ muốn xem model B3 là nó súp hay nó loa nằm anh nhỉ? Đó. Xin chào bác Cao Xuân Quang ạ, BB 2000C bãi bao tiền? Con này là bãi Trung Quốc thôi anh ạ. Con này là hàng Trung Quốc nhé, em đang bán 3.8 triệu nhé. Đấy, bát 30 4 tép. Anh Trung Vũ đâu rồi ạ? Muốn quan tâm đến loa B3 súp hay là loa karaoke nào? Hát được anh Đỗ Văn Diệp nha. Hát thoải mái luôn. Em có video test loa 301 hát 301 đấy. Hát hay lắm. Có nâng tiếng loại tốt, giá bao nhiêu em? Nâng tiếng thì em giờ nhà đang còn loại sao top EX442, em đang bán là 1.550.000 nhé. Đó, con này tiếng rất là hay. Giá thì rất rẻ nè, 1.550.000. Mai gửi vào thành phố được không? Thành phố Hồ Chí Minh ở anh Cường Chí Huynh. Không biết là anh ở thành phố nào ạ? Đấy, thì để chúng em hỗ trợ anh em. Anh ổ Hưng ạ, 301 Trung Quốc anh nhé. Để này công suất 450W một kênh ạ, 450W một kênh nhé. Đó, anh Cường Chí Huynh không biết là anh ở thành phố nào thì em có thể hỗ trợ anh ạ, gửi được anh ơi. Và vừa hôm nay em có một đơn combo 13.300.000. Đó, cũng gửi vào thành phố Hồ Chí Minh luôn. Đó, cái này thì có em ship toàn quốc, kể cả anh ở Phú Quốc em gửi được nhé. Ship toàn quốc anh ạ. Đó, anh Cường Chí Huynh mà quan tâm sản phẩm nào, chốt sản phẩm nào để lại số điện thoại bên em. Đó, bên em sẽ gọi và hỗ trợ anh nhé. Đó, anh em chốt sản phẩm nào thì cứ để lại số điện thoại để bên em hỗ trợ. Vâng, xin chào anh Hôn Nguyễn nha, chúc anh buổi tối vui vẻ.
Để này giá 2.900.000 anh nhé. Bao ship cho anh Cường Chí Huynh nhé. 2.900.000 bao ship bảo hành 1 năm. Bao test bao ship cho anh. Anh nhận hàng chỉ thanh toán cho em giá 2.900.000 là ok nhé. Đó, và có 5 con thì có chốt 3 anh em đã mua rồi. Giờ chỉ còn 2 chiếc thôi. Anh nào nhanh tay thì để lại số điện thoại bên dưới giúp em. Giờ chỉ còn duy nhất 2 chiếc. Và cái giá này chúng em áp dụng trong giờ live stream, trong giờ phát trực tiếp anh em nhé. Anh Tuấn Đỗ ạ, 506 Trung Quốc thì em lại để trong kho rồi anh ơi. Để trưa mai đi, trưa mai em live stream trong kho thì cho anh em xem nhé. Để này có đánh được 2K30 không? 2K30 là loa nằm hay loa full này nhỉ? Dòng loa gì, công suất của loa bao nhiêu thì em mới tính được nhé. Sub 50 em có, sub 50 em đang bán là 5.500.000 nhé. Ok anh Tuấn Đỗ. Anh Phóng Đỗ B3 mà 3 đến 4 kênh thì bên em không có rồi anh. Hết hàng rồi ạ. Để B3 3 kênh 4 kênh thì hết từ cuối năm ngoái. Và đầu năm thì cũng chưa nhập được hàng. Đó, đầu năm thì chúng em cũng chưa nhập được hàng. Cho nên là với lại cả nhập vào cái thời điểm này thì giá nó rất là cao. Đó, giá nó cao lắm. Là 123 anh em đâu rồi ạ. Đẩy này thì là 450W một kênh nhá. 450W một kênh nhân 2 kênh ạ. Có đôi là tầm 2 triệu không em. 1.900.000 anh Thằng Nguyễn này. 1.900.000 là bot 301 series 3 này. 1.900.000 bao ship cho anh nhá. Cái này này em lựa ra này. Nó nát nát anh ăn mua thì được. Cái kia thì là nó cứng ạ. Anh mang về đến cái kia. Này là cam, cam này túi này. Có chị nào gửi túi kia là bị anh Phóng Đỗ ạ, thế còn con nào công suất cao tí không? Cao tí thì giá nó lại cao anh Phóng Đỗ ơi. Nếu mà cao một tí thì em là con 850W này giá 5.500.000 nhá. Anh Nguyễn Hiền Minh ạ. Vang cơ A97 không có rồi anh. Anh Phùng Duy Tân ạ. Loa boss thì là hàng Trung Quốc nên giá rất là rẻ nha. Sản xuất tại Trung Quốc. Và cái rẻ này thì cũng đang áp dụng cho anh em trong những ngày lễ. Đấy, anh em quan tâm thì để lại bình luận bên dưới giúp em. Chép ạ, chép rời ạ, loa chép rời ạ. Anh Nguyễn Hữu Tú hay là loa full anh. Xin chào anh Phạm Minh Thuần nha. Cảm ơn anh rất nhiều và chúc anh có ngày lễ 8 tháng 3 thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình anh nhé. Đẩy DB Acoustic F900 thì không có anh Hữu Phạm ạ. 1.900.000 là loa của hàng nào với em? Boss 301 series 3 hàng Trung Quốc anh ơi, bãi Trung Quốc anh nhé. Đó, Boss 301 series 3 hàng bãi Trung Quốc. Loa thanh lý kìa anh Kaka. 1.900.000 này anh. À, 1.900.000 anh Nguyễn Đình Bình nhá. 1.900.000 bao ship nhá. Xin chào.
xếp kèn rồi để nắp thêm ở ngoài. Loại đấy thì em không có rồi anh ạ. Loại đấy thì em không có rồi. Anh Phùng Duy Tân ạ. Em gửi video test nó bot cho anh Phùng Duy Tân nhé. Đây em gửi video test nó bot cho anh Phùng Duy Tân này. Nhiều lắm, bot 3.1 thì rất nhiều. Em test rất là nhiều lần cho anh em rồi. Đó, anh Phùng Duy Tân có thể là kích vào đường link bên dưới giúp em để anh có thể xem video test nhé. Và cả nhà yêu thương em tặng em một like nào. Cả nhà yêu thương em tặng em một like nào. À, mở đôi 1.9 thử nào bạn ơi. Đó, anh em nào quan tâm đến Nobot thì anh em kích vào đường link em vừa gửi đấy. Kích vào đấy để anh em xem Nobot 301CD3 em đã test thử rồi nhá. Gửi anh em xem trong cái video thì em nghe nó test thì nó chuẩn hơn, nó kỹ hơn nhá. Có súp điện bát 40 không? Điện 40 em có nhá, giá 4.5 triệu. Anh Ngọc Giang Trần nhá, 4.500.000, sắp 40. Và cái giá đó thì bao ship cho anh em luôn. Đó, cả nhà cần tư vấn gì thêm thì cứ để lại bình luận bên dưới giúp em để chúng em hỗ trợ anh em nhé. Đẩy rất là nhiều loại và giá thì rất rẻ, chỉ có 2.900.000. Anh em có ngay con đẩy DMX hàng mới bảo hành 1 năm. Đó là cái giá mà chúng em đang có chương trình trong ngày 8 tháng 3 này. À, bát 25 của Acoustic em không có anh Trung Vũ ơi. À, có đẩy 4 kênh không bác? Em có anh Thư Phạm nhé. 4 kênh em có AB STD 8004. STD 8004 thì đang bán là 9.200.000. Gửi video sắp điện 40 ok anh nhá. Đó, anh Trung anh Tâm Phạm có thể gửi kích vào đường link để xem súp điện 40 nhá. Dầu dưỡng gân lấy dầu máy khâu được không em? Anh Ngọc Giang Trần à, thật ra là em thì em cũng chưa sử dụng mấy cái loại đó bao giờ. Đó nên là em cũng không rõ lắm nó có được hay không. Đó, anh có thể là tham khảo trên Google. Chứ còn cái này mấy cái này thì em lại không rõ rồi anh ạ. Em chỉ là kỹ thuật thì còn sửa chữa thì lại có một bên bạn khác. Đó, em chỉ là người đoán bệnh, bắt bệnh, sau đó là giao cho bên sửa chữa thì họ sẽ làm mấy cái đó. Còn tay em làm thì em chưa làm ạ. Cảm ơn Ngọc Giang Trần nhé. Anh Trung Vũ Model B3. B3 là anh muốn mua xem loa B3 bát là loa súp B3 hay là loa karaoke B3 anh Trung Vũ ơi.
loa phun hả anh? Loa phun B3. Loa phun B3. Để mai em gửi được không anh Trung Vũ? Còn đôi loa này đúng không? Để mai em gửi đi, bởi vì là bây giờ thì hơi khó thôi. Bây giờ thì quay ra được hơi khó anh ạ. Không quay được vào trong. Đó. Không quay được vào trong anh ơi. Giá 4 triệu 8 anh ạ. 4 triệu 800 nghìn. Còn duy nhất một đôi đấy thôi. Loa Boss Serie 3 hàng gì vậy anh? Boss 3 Serie 3 hàng Trung Quốc anh Huy Hà nha. Anh Phương Phấn Thi. Loa Loa vang số CISO T3 không có, em chỉ có T68 thôi anh nhá. T68 thì có anh nhá. Cái dòng A97 thì em chưa nghe qua nên là không biết nó có hay hay không anh ạ. Chưa qua nên là không rõ được anh ơi. Bạn có loa Boss 6.1 Serie 2 không, giá bao nhiêu? 6.1 Serie 2 em không có đây, Nguyễn Văn Chính nhé. Em chỉ 6.1 Serie 3 giá 2 triệu 9 đấy nhé. Có anh Lưu Nai âm đi 506 to bán 3 triệu 8 đấy nhé. Mỗi anh em dành cho em dây ủng hộ em online nào. Để này để DMX tên là 450. Hàng mới chính hãng bảo hành 1 năm, bán cho anh em giá 2 triệu 9 trong ngày hôm nay. Và duy nhất giờ chỉ còn 2 chiếc thôi, 5 chiếc thì đã đi 3 rồi ạ. Duy nhất còn 2 chiếc đẩy thôi nha. Boss 3.1 CR4 đây anh nhá. Đấy đôi này này. Em đang bán cho anh em giá là 7 triệu rưỡi nhá. 7 triệu 500 nghìn. Hàng bao zin. Âm đi 506 có bảo hành không bạn? Hàng bãi thì em chỉ bảo hành cho anh em gọi là 1 tháng thôi ạ. Xin chào anh Thái Chum nha, chào em buổi tối mùng 8 tháng 3 vui vẻ. Ủng hộ em online là cảm ơn anh rất là nhiều. Và cả nhà tôi đang mới em dành ra 1 giây ủng hộ em online nào. Ok anh Nguyễn Văn Chính nha. Đẩy nước nào chú? Đẩy này là đẩy chính hãng của DMX và sản xuất tại Trung Quốc anh nhá. Đẩy của nó đẩy DMX chẳng chính hãng anh ạ. Và giá chỉ có hôm nay em bán cho anh em giá là 2 triệu 9 bao ship cho anh em nhá. 2 triệu 900 nghìn bao ship ạ. Con này thì nó là hàng chính hãng, em chưa tháo ra nên không rõ nó bao nhiêu sò. Tuy nhiên là bảo hành cho anh 1 năm, công suất cho ra 450W một cây nhé. Giờ chỉ còn 2 chiếc thôi và chúng em duy nhất trong buổi tối ngày hôm nay
là có cái giá như vậy cho anh em. Đó là mừng ngày lễ cho anh em nhé. Giờ chỉ còn 2 chiếc thôi, anh em nào nhanh tay đặt hàng thì có hàng nhá. Và mỗi anh em dành ra 1 giây ủng hộ em online. Cần tư vấn gì thêm cũng để lại bình luận bên dưới giúp em. Côn bao nhiêu ạ? À? Cái này thì em chưa tháo ra. Em chưa tháo ra đâu, nhưng tuy nhiên thì cái chất âm nó rất là tuyệt vời ấy, nhưng mà cần thì em gửi link video cho em làm video test rất là kỹ cho anh em rồi ạ. Vâng, xin chào anh Hồ Thị Việt nha, chúc anh buổi tối vui vẻ nhé. Đó, đẩy loa rất là rẻ trong buổi tối hôm nay, chào bác Tuyên Vũ. Có loa JBK Q12 không nhỉ? JBK em không có, rồi anh Chính Ngô nhá. Chào anh Tuấn Kiệt ạ, vâng, cơ này số giá bao nhiêu? Cơ này số giá 2.550.000 bao ship nhá. Cơ này số là có con BFF AX5, hàng chính hãng, bảo hành 1 năm. Giá cho anh em là 2.550.000 bao ship ạ. Rất rẻ phải không anh em? Loa bót bãi hay mới vậy bác? Anh Giới Nguyễn ạ. Bót này là bót bãi Trung Quốc anh nhé. Đẩy QTE có tích cho không có anh Trọng Đình ơi. Bót bao nhiêu tiền một đôi? Anh Nguyễn Tư ơi, 1.900.000 một đôi anh nhá. 1.900.000 một đôi ạ. Cho xem con vang được không shop. Được anh ơi. Vang Siso T3 không có anh Đạo Hoàng nhé. Đây vang đây anh. Đó.
hàng bao đẹp cho anh em nhé. Để DMX anh Trọng Đình nhé. Đấy, con này rất là hay luôn. Trồng hú rất tốt nha, 2.550.000 anh Tuấn Kiệt nhé. 2.550.000. Đó. 850 xin em hết rồi anh Ngô Văn Lợi ơi. Đấy, con này đẩy này. Hàng chính hãng của hành 15 này. Tem mác đầy đủ này. Đây. TN450 của DMX nhé. Đấy, hàng bao đẹp cho anh em. Giá thì rất là rẻ, hợp lý cho anh em. Nghe ok mà anh 4D, loa nghe hay mà. Đó, nghe hát đều hay nhá. À, quay sát đôi bot đi anh, em chốt đôi. Anh Giới Nguyễn ạ, à, ok anh nhá. Quay sát thì quay sát không vướng gì cả. Đây. Đây, loa bot đây. Bot này em đã tháo cái căng nhá. Đó đây, anh em nhìn bãi này. Bụi vẫn bám này, được chưa? Bụi vẫn bám nhá. Ở đây, còn đây là gân loa này. Đó, em bao zin từ cái gân cho anh em luôn nhá. Bao zin từ gân cho anh em luôn này, yên tâm ạ. Được chưa? Còn đây là chép nhá. Đây là chép của nó này. Đó. Còn đây là mặt cái căng này. Đó, cái căng nó như thế này. Còn đây là mặt sau. Đó, ba này một series 3 này. Đó. Hàng đẹp cho anh em. Đó, lựa mãi mới được 5 đôi thôi anh em ạ. Giá 1.900.000 một đôi. 1.900.000 một đôi. Anh em quan tâm để lại số điện thoại giúp em. Quan tâm thì để lại số điện thoại. Bên em sẽ hỗ trợ anh em nhé. Đó, anh Dưới Nguyễn quan tâm thì để lại số điện thoại. Với cái giá này thì em không ở đâu có cái giá này đâu ạ. 1.900.000 một cặp. Dạ, anh đọc Samsung ạ. Anh chốt một đôi ok anh ạ. Anh đọc Samsung ơi, bên em gọi cho anh được không anh nhỉ? À, nói thật ra anh Nguyễn Tư, Hồng Kông hay là China hay là Đài Loan em không rõ đâu, bởi vì là em chỉ biết là em nhập từ Trung Quốc về nên là biết nó là Trung Quốc. Chứ còn bây giờ nói dối Hồng Kông thì nói Hồng Kông là nói bừa. Đúng không ạ? Nói Hồng Kông là nói bừa. Đó, nó BOB giá 3.800.000 anh thu fan nhá. BOB 3.800.000. Còn những cái gì mà em biết đến đâu thì em nói với anh em đến đấy. Chứ còn bây giờ nói Hồng Kông thì nó nói bừa. À, nước tiếng bài em không có anh Đảm Phạm ơi. Anh nộp Samsung ơi, bên em gọi cho anh được không anh? Giá bao ship rồi anh Giới Nguyễn ơi. Anh em nhận hàng thanh toán cho em 1.900.000 thôi nhé. 1.900.000 bao ship cho anh em rồi ạ. Đó, anh em nhanh tay để lại số điện thoại giúp em. Đẩy này là đẩy DMX anh Minh Trần này. DMX hàng mới, bảo hành 1 năm, giá 2.900.000 bao ship. Có nhá. Có cổng quang, có Bluetooth, có út, có đầy đủ hết anh nhá. Cổng quang của nút tôi có hết anh ạ. Giá là 2.550.000 bao ship cho anh Tuấn Kiệt. Anh Tuấn Kiệt để lại số điện thoại giúp em đi ạ. À, con này 450 một cây nhá. Anh Minh Trần nhá, 450 một cây nhá. Anh xin chào anh Nguyễn Hữu Tùng nhá. Dạ cảm ơn anh Tùng rất là nhiều. Chúc anh buổi tối vui vẻ nhá. Lúc tối thì vào hôm qua thì em có một cái bác khách, bác có tên là Nguyễn Hữu Tú. Thì em cứ tưởng là anh Tùng hay là có mối quan hệ gì với anh Tùng không? Đấy, anh Nguyễn Hữu Tú và anh Nguyễn Hữu Tùng.
hai bác rất là hay theo dõi kênh của em. Không biết là anh Nguyễn Hữu Tú còn đây không ạ? Đầu giờ livestream thì có anh Nguyễn Hữu Tú vào coi. Và bây giờ cũng gần đến cuối giờ thì lại có anh Tùng vào coi. Đó, anh em cần tư vấn sản phẩm nào thì cứ để lại bên dưới. Và anh Dưới Nguyễn đâu rồi? Chốt thì để lại số điện thoại giúp em nào. Xem đẩy 2.9 triệu ạ. Ok anh Minh Trần nha. Cả em ở thành phố Bắc Ninh anh ơi. Em ở thành phố Bắc Ninh ạ. Anh Nguyễn Vũ ạ. Tuyên Vũ. Xin chào em. Dạ cảm ơn anh Nguyễn Vũ nha. Anh Tùng ạ. Anh bận mấy hôm giờ mới rảnh giao lưu với em. Dạ cảm ơn anh Tùng rất nhiều nhá. Đây em quay gần cho anh em xem con đẩy nhá. Đây đẩy 2.9 triệu này. Thứ nhất là còn tem bảo hành này. Đó. Giờ là mùng 8 tháng 3 đúng không? Và em vừa nhập hôm nay là sản xuất tháng 3 năm 2021 này. Được chưa? Bảo hành 1 năm nhé. Còn đây là đẩy này. Đó. Dạ ok anh Dưới Nguyễn nhé. Đó con này là 2.9 triệu nhé. 2.900.000 nhé anh. Đó anh Minh Trần á. 2.9 triệu á. Dạ ok anh Dưới Nguyễn này. Anh Trung Đỗ á. Cửa hàng cho mình hỏi chút. Đẩy đêm mới ghép với loa làm bát 25BK hoặc BMB bát 25 có chất âm hay cho chất âm hay không? Thật ra là chất âm hay không thì quyết định là đến nếu mà ghép đẩy với loa thì cái đẩy nó có cái tác dụng là đánh căng cho những cái cặp loa anh nhé. Nó đánh căng cho những cái cặp loa, còn nếu mà quyết định hay không thì ở cái loa nó vẫn là phần chính. Đó. Đánh được, đánh căng anh Tùng Minh nhé. Đánh căng đôi 30 luôn anh ạ. Xem mặt sau đẩy ok anh. Đây mặt sau đẩy đây. Đây nhé. Đó. Đầy đủ đường vào. Được chưa? Cắm loa hai đường cắm loa. Đó. Đầy đủ hết. Con này hai quạt gió hai bên này. Con này nằm mát rất là nhanh. Xin chào chú Sơn Nguyễn nha. Đó, con này em bảo hành cho anh em 1 năm. Đó. Giá quá hợp lý. Quá hợp lý luôn. DMX 2.9 triệu trong ngày 8 tháng 3 này. Và 5 con thì đã 3 bác đặt rồi. Giờ chỉ còn duy nhất 2 chiếc thôi nhé. Đó, em ơi loa đẹp quá. Tiếc anh có loa rồi anh. Dạ. Anh mua loa trầm anh Thái Chu mà. Ok anh nhá. Đó anh Minh Trần quan tâm để lại số điện thoại giúp em. Anh Dương Nguyễn đâu ạ? Anh Tùng Minh. Đó anh em chốt thì để lại số điện thoại giúp em nhé. Giá rất là rẻ. Kể cả những cái dòng BIMBY 2000 em bán cho anh em giá chỉ có là 3.8 triệu. Còn là BOT 301 Series 3, 301 Series 3 1.9 triệu. Đẩy DMX 2.9 triệu. Đó. Anh em mua đâu được những cái dòng đẩy mới mà lại còn có 2.9 triệu. Rẻ hơn đẩy bãi. Trong khi đó chúng ta còn được bảo hành 1 năm. Bảo hành căng đôi 30 cho anh em. Nên anh em yên tâm đúng không ạ? Và đặc biệt là anh em mà mua hàng bên em nhé. Anh em mua bên em thì anh em lại còn được nhận hàng, kiểm tra hàng, test hàng nhé. Rồi ok. Anh Tùng Minh ạ, bên em gọi cho anh Tùng Minh được không anh ơi? Đúng rồi, đẩy mới có 2.9 triệu thì quá ok, suy nghĩ gì nữa. Và tại là hôm nay là ngày lễ 8 tháng 3. Mừng gọi là nửa thế giới nên em mong muốn mang được những cái niềm vui. Rồi ok. Dạ ok, chính thức hết đẩy rồi nhá. Anh Ninh Paka Optical ạ. Bên em gọi cho anh được không anh Tùng Minh? Đẩy bao nhiêu số em? Con này thì em chưa tháo bởi vì nó còn nguyên tem đây anh Niêm Thanh. Nó còn nguyên tem đấy anh. Nên là không tháo ra được, tháo ra thì ai bảo hành cho. Dạ ok anh Tùng Minh, bên em sẽ gọi anh Tùng Minh. Anh Ninh Paka Optical ạ. Bên em gọi cho anh được không anh ơi? Anh Ninh Paka bắt Optical đâu ạ? Nào anh Ninh Paka. Dạ ok anh.
Nào anh em, còn anh em nào chốt loa nữa không ạ? Còn anh em nào chốt loa không ạ? Chốt loa chốt đẩy không ạ? Đâu cả nhà đâu rồi? Đó còn anh em nào được không ạ? Không còn thì em sẽ tạm dừng buổi livestream đây đây ạ. Và giá thì nó chỉ rất là rẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Và em cũng rất là vui vì được mang những cái niềm vui tới cả nhà. Đó, anh em có thể mua được những sản phẩm giá rẻ trong những ngày lễ. Xúc điện anh Nguyễn Văn Triệu ạ, xúc điện anh quan tâm bát bao nhiêu? 30 hay 40 hay 50 anh? Xúc 30 thì em đang có giá là 1 triệu 9 này. 3 triệu 1 và 3 triệu rưỡi cho 3 mã. Còn 40 là 4 triệu rưỡi, còn 50 là 5 triệu rưỡi nhé. Đẩy này có đường súp không? Đẩy này, đẩy nào thì nó có cho ra công suất. Còn súp thì anh em sẽ cắt súp ở trên. Không biết là anh Minh Trần là dùng đẩy anh đang dùng đẩy súp điện hay là súp hơi nhỉ? Đó, còn nếu như súp điện thì anh em chỉ cần cho tín hiệu vào nó thôi. Còn súp hơi thì anh em sẽ phải cho một kênh công suất của em nó ra nhé. Và sau đó anh em cắt cốt ở trên con vang nhé. Đó, súp hơi thì anh em cắt cốt trên con vang. Còn súp này thì nó không có cắt cốt. Và thưa anh em thì cũng đến giờ em xin phép được tạm dừng buổi livestream tại đây. Đó thì mọi chi tiết thì anh em liên hệ tới số 0978 503 822 để được bên em hỗ trợ. Và cảm ơn toàn thể anh em đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Anh em thấy hay thì nhấn like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào anh em.